Mến chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em nghệ nhân cùng trải nghiệm con chim này, là con chim sáo. Cái dòng này là nó nói cũng rõ mà hót cũng hay. Cái này là con sáo trâu nha mọi người, nó có cái mồng sững y chang như hoàng tử vậy đó, rất là đẹp. Cái dòng này mình nếu mà mình muốn nói mà nhanh á là mình nuôi chim con, còn mình muốn nghe hót hay á là nuôi chim bổi nha. Cái đó là cái kinh nghiệm á. Chim bổi nó có những cái giọng rừng hót rất là hay, còn chim con thì nó mau biết nói hơn ha. Đó là cái những cái gì mình biết, mình chia sẻ chân tình, mà mọi người cùng theo dõi cái con này nó hót sao nha. Cái dòng chim bổi nó hót rất là hay, nó có nhiều cái giọng rừng gọi bầy nó rất là chất. Nuôi càng lâu thì cái mộng nó càng đẹp. Ha ha.